Diễn viên Lý Nha Kỳ cho biết đang cùng nhà sản xuất Charles Gulliver gấp rút hoàn thành các cảnh quay cho bộ phim E-book do Oliver Asias làm đạo diễn, có nữ chính là minh tinh gạo cội Juliette Binoche và nam chính là Guillaume Canet. Phim đánh dấu bước ngoặt của Lý Nha Kỳ khi mạnh dạn đầu tư vào một dự án phim tầm cỡ, quy tụ nhiều ngôi sao quốc tế.